mọi người, xin chào. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một ca sĩ mà cũng có nhiều người bạn đã kêu mình dạy hát mấy cái bài của bạn ấy đi. Đó là ca sĩ Tăng Phúc. À, mình nghe mấy bài của bạn này rồi. Mình biết bạn này qua một chương trình game show, giọng hát khá tốt. Nhưng mà mình thấy khi mà mình đi vào trang của bạn đấy, YouTube ấy, thì mình lại thấy được rất nhiều cái điều thú vị, nhiều cái điều hay ho. Là bạn Tăng Phúc này là đầu tư sản phẩm âm nhạc từ lâu rồi nha, mà rất là tốt luôn. Thì mình rất là thích ca khúc mà Đừng Chờ Anh Nữa. Hôm nay mình sẽ reaction và hướng dẫn cho mọi người hát ca khúc này. Ok, chúc mọi người luôn vui vẻ, đẹp trai và đẹp gái. Ok. Ê ê ê ê, trời sao vậy? Vô vô vô. Bài này là Tâm Mi Thứ bị xuống tông á. Đúng rồi, MV là Pha Thứ ha, này là Mì Thứ. Bản này là bản acoustic. Acoustic vui. Ok. Xin lỗi anh, bao nhiêu ngày đã qua. Xin lỗi em về chuyện tình hai. Bài này rất là hay mọi người ơi. Vì mình không thể có chắc tin. Các bạn cho mình biết là cái style và cái giọng hát này nó giống giống ca sĩ nào. Thì chưa từng rung động. Nghe đi rồi các bạn xem để ý. Xin lỗi em, anh đã lừa dối em. Dối em. Nói với em sẽ mãi ở bên em. Chẳng ai sẽ chết nếu thiếu vắng một người. Nhỏ bé giữa cuộc đời. Trái đất vẫn cứ xoay khi ta lạc mất tay. Mình rời xa em, hãy tin anh. Hãy sống vì mình. Anh mong ai đến sau sẽ yêu em nhiều hơn anh. Đừng cho anh nữa, hãy quên anh. Năm tháng nhạt nhòa chuyện mình rồi cũng sẽ qua. Quá dễ. Bài này rất là dễ hát, dễ nghe, dễ thương. Lát nữa các bạn cho mình ai mà biết bài hát này giống phong cách của ca sĩ nào, và bạn này hát cái kiểu, cái màu giọng giống ca sĩ nào, hãy cứ comment bên dưới. Chúng ta cùng nhau trao đổi và giao lưu học hỏi. Xin lỗi em, bao nhiêu ngày đã qua. Những sản phẩm âm nhạc. Xin lỗi em về chuyện tình hai ta. Vì mình không thể có chấp nhận rằng tình yêu một mai sẽ lớn lên bằng. Những tháng năm tình chưa từng rung động. Xin lỗi em, anh đã lừa dối em. Anh đã lừa dối em. Nói với em sẽ mãi ở bên em. Chẳng ai sẽ chết nếu thiếu vắng một người. Trái đất vẫn cứ xoay khi ta lạc vân tay. Mình rời xa nhé, hãy tin anh. Hãy sống vì mình. Anh mong ai đến sau sẽ yêu em nhiều hơn anh. Đừng chờ anh nữa, hãy quên anh. Đừng tháng nhạt nhòa chuyện mình rồi cũng sẽ. Thank you, all you. Hát live mà âm thanh đầu vào rất là sạch ha. Ok. Thì cái kỹ thuật, cái công nghệ âm thanh của thời buổi bây giờ rất là ok, tiên tiến rồi. Âu tất cả đều là digital hết rồi, nên âm thanh vào vào rất là sạch, micro cũng vậy á. Ok. Hôm nãy giờ mình nói vô chủ đề là mình sẽ học hát bài này nha. Ok. Đúng luôn nè. À, đối với bạn này á thì mình sẽ hát cái tông này, nó cũng không cao lắm đâu. Nếu mà các bạn trên kênh của mình mà khoái đu dây điện của Bùi Anh Tuấn á, thì những bài tông này là không có ảnh hưởng gì các bạn lắm. À, ok.
Tại bữa Tuấn hát toàn tới rê mi không à. Tại còn này bài này là chữ hãy là lên tới C. Còn tông gốc, tông chuẩn trong MV thì mình nghĩ là lên tới đô. Tại vì nó sử dụng pha thứ. Còn này là chỉ có mi thứ thôi, mình đánh tới bài này. Ha. Xin lỗi em bao nhiêu chuyện ngày đã qua. Đúng rồi, đúng không? Bài này cũng dễ nhớ ha. Xin lỗi em về chuyện tình hai ta. Vì mình không, vì mình không thân cố chấp tin rằng tình yêu muôn mãi sẽ lớn lên bằng những tháng năm tim chưa từng rung động. Cái này âm thanh này các bạn có cảm giác cái âm thanh mình hát không? Rất là dễ chịu ha. Âm nó nằm đây nè. Xin lỗi em bao nhiêu chuyện đã qua. Các bạn cố gắng tập đi, cái này mình miss giữa hơi thở và khoảng vang á, nên khi mà mình hát nó dễ chịu lắm các bạn. Xin lỗi em bao nhiêu ngày đã qua. Xin lỗi em về chuyện tình hai ta. Vì mình không thể cố chấp tin rằng tình yêu muôn mãi sẽ lớn lên bằng những tháng năm tim chưa từng rung động. Rất dễ, bài này dễ quá, tập lẹ hát lẹ. Xin lỗi em, anh đã lừa dối em. Thực sự ra đó thì cái kỹ thuật này là Tăng Phúc có nha, Tăng Phúc có cái kỹ thuật hát này đấy. À, hát được nên mình, các bạn nào muốn hát được như Tăng Phúc với kỹ thuật này, lập tức liên hệ mình bên dưới, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn đăng ký khóa học của mình đi, mình sẽ hướng dẫn cho dễ lắm, không khó. Một bước, hai bước, ba bước là bạn sẽ hát hay được như Tăng Phúc rồi, trở thành ca sĩ luôn với kênh triệu view. Bài này wow, bài này gần ông có tích bản like 8 triệu mấy lượt xem. Đầu tư một MV thu 8 triệu mấy lượt xem là thu hoạch về là đủ vốn mà dư vốn luôn. À, ca sĩ, nghệ sĩ sướng quá, thôi vô chủ đề lại nào. Vô. Xin lỗi em, anh đã. Âm thanh nè. Xin lỗi em, anh đã lừa dối em. Nói với em, sẽ mãi ở bên em. Chẳng ai sẽ chết nếu thiếu vắng một người nhỏ bé giữa cuộc đời. Trái đất vẫn cứ xoay khi ta là mất nhau. Lạc lạc mất nhau chứ lạc nha, mình sẽ đánh đã. Khi ta lạc mất nhau. À, cái câu này rất là hay nè. Chẳng ai sẽ chết nếu thiếu vắng một người nhỏ bé giữa cuộc đời. À, trái đất vẫn cứ xoay khi ta lạc mất nhau, hay không? Cái câu chuyện tình yêu này là một người đàn ông rất là mãnh liệt ha. Chẳng ai sẽ chết nếu thiếu vắng một người nhỏ bé giữa cuộc đời, một người nhỏ bé giữa cuộc đời. Trái đất vẫn cứ xoay khi ta lạc mất nhau. À, một người đàn ông hay là một người con gái gì đó trong câu chuyện này rất là mạnh mẽ, kiên cường. Đối với họ thì tình yêu nó chỉ là một thứ gì đó thoáng qua thôi, không có người này thì có người khác. Chẳng ai sẽ chết nếu thiếu vắng một người nhỏ bé giữa cuộc đời. Trái đất vẫn cứ xoay khi ta lạc mất tay. Mình rơi đây, cái mình giờ mình sẽ hát là mình rơi nhau nhé, mình rơi xa nhé. Hãy đi ở đây, hãy sống vì mình. Anh mong ai đến sau sẽ yêu em nhiều hơn anh. Đừng chờ anh nữa, hãy quên anh. Năm tháng nhạt nhòa chuyện đi rồi cũng sẽ qua. Đã, dễ không? Quá dễ, âm thanh sẽ qua. Qua học mình đi 30 giây. 30 giây là tập được cái đó à. Hello đó, phải mất vài ngày. Vài ngày là có cảm giác à. 1, 2, 3, 3 ngày, 4 ngày là có cảm giác ha. Rồi bây giờ cái khúc này là mình sẽ là
mình rời xa nhé. Đó, vang, khoảng vang. Mình rời xa nhé. Chứ chữ hãy là mình đẩy lên gió. Mà muốn đẩy lên gió như vậy, bởi chỉ cần thứ nhất là đúng vị trí âm thanh, và thứ hai là hát nhẹ lại. Mình rời xa nhé. Chữ hãy anh ngâm trên đây nè. Đúng không? Hay. Và hát nhẹ lại để đừng có đừng gồng cổ, thì hát nhẹ lại thì nó sẽ ra gió thôi. Đừng rời xa nhé tiền ai hay. Đúng rồi. Đừng rời xa nhé tiền anh hay sống vì mình. Anh mong anh đến sau sẽ yêu em nhiều hơn thế anh. Đó, cái chữ hãy thôi, nó chỉ là khó thôi. Đừng đừng rời xa nhé là giọng thật mà. Xì mi pha son cao đấy, cao đấy. À, ba đi tông hơi đuối nha. Ba tâm hãy đối tay nào, ok à, giữ chắc hơi, giữ chắc hơi thở. Đừng rời xa nhé. Nhẹ giọng mà chữ nhé nhẹ, bắt đầu chữ hãy á, nhẹ lại à. Nhé đó, dễ dàng lắm các bạn ơi. Đừng rời xa nhé hãy sống vì mình. Anh mong anh đến sau sẽ yêu em nhiều hơn anh. Đừng rơi, đừng chờ anh nữa. Cũng vậy luôn. Đừng chờ anh nữa. Nhớ nhẹ nè. Đừng chờ anh nữa. Nữa. Em lên đó trên đây nha. Đừng chờ anh nữa. Quên anh năm tháng đâu vậy, nhát nhớ chuyện tình rồi cũng sẽ qua. Lên tông à, không cao. Đối với mình thì không cao, mình tới no, mình tới no là được tôi luyện, được rèn luyện rồi nên không cao. Còn so với những cái bạn mà các bạn bình thường baritone hay là các bạn tenor mà chưa rèn luyện, hoặc là bẩm sinh mà tenor bình thường thôi á, thì nó cũng sẽ hơi đuối một chút xíu. Nhưng tenor hát bài này dễ, hát bài được chứ không phải là dễ hát tốt. Baritone thì giảm 1-2 tông. Còn nếu mà baritone muốn hát bài này luôn á, thẳng thốn bài này luôn á, nhắc lại lần cuối cùng liên hệ mình đăng ký khóa học bên dưới. Mình có dạy cả offline và cả online. Offline là tại thành phố quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Ok à, những bạn mà đang theo học mình tiến bộ rất là nhanh, bữa nào mình sẽ up vài cái mình khơi cho chứ. Clip của người ta, clip của người ta, video của người ta, mình người ta cũng không thích lên sóng giống như mình. Mình thấy lên sóng mình vui lắm. Nhiều người vô chém pạc pạc pạc. Ok, đó thì liên hệ mình có dạy online và offline. Online là do mấy bạn ở xa vẫn thể học được bình thường. Mình dạy tới Mỹ luôn mà, chuyện đó bình thường các bạn. Mình dạy nửa vòng bên kia thế giới luôn mà. Nên dạy học online được luôn nha các bạn. Ở cái tỉnh xa nếu không có điều kiện thì cứ online thẳng tiếp. Tập đi, vui lắm. Học hát thật là vui. Tại vì sao? Học với thầy Phong tiến bộ mỗi ngày. Mỗi ngày đảm bảo các bạn không tiến bộ hoàn tiền. Ok, giờ nó 100% thường quá là 1000% luôn đó, nếu không tiến bộ. Chơi cứng mà, mạnh chỗ nào mình mạnh lắm. Ok, bài này không khó, rất là dễ nha. Tenor thẳng tiếng luôn, thẳng tiếng cho thâm quyến luôn. Và có cái phần chuyển gió thì nhớ hát nhẹ lại. Mình rơi xa nhé tiền ai ai sống vì mình. Anh mong ai đến sau sẽ yêu em nhiều hơn anh. Đừng chờ anh nữa nhé, quên anh năm tháng nhạt nhòa chuyện mình rồi cũng sẽ qua. Ok,
ok. Và nhắc lại câu cuối cùng đó là: bạn nào thấy bài này giống ca sĩ nào, phong cách nào, comment xuống dưới. Ok, mình thấy nó giống giống mà cũng hay. Nói chung là bài này giai điệu rất là hay, mình rất là thích cái dạng style này à. Ok, rồi chúc các bạn sẽ hát hay và vui vẻ. Nếu có cần sự hỗ trợ, trợ giúp nào về thanh nhạc hãy cứ liên hệ mình nha. Mình là thầy Phong hay nó chuyên đào tạo về thanh nhạc. Bye bye. Cảm ơn mọi người đã xem video. Nhớ đăng ký và like kênh của mình nhé.